Đứng lại. Thật tình, một kẻ đa dâm tử sắc đã tàn sát cả gia đình người tình trong mộng. Chồng cha cất giấu những gì, cha không biết sao? Nói như vậy là con biết hết rồi à? Trong một tình thế như vậy, con muốn bức chết ta hay là muốn ta nổi điên lên? Tôi tuyệt đối không trở thành Hồ Tiếu Thiên nữa. Cha gặp kẻ thù của 20 mấy năm trước. Tuy rằng tôi không thể khẳng định tam gia của ngân hàng chính là Hồ Hiếu Thiên, nhưng mà tôi từ chỗ của ông Đậu Hũ đã đối chứng được 7-8 phần rồi. May mắn sống sót, con gái của Ân Lan Đạt quyết báo thù cho cha mẹ. Phụ bạc người mình yêu, chấp nhận lấy kẻ thù để báo thù. Người con gái xinh đẹp nổi tiếng kinh thành vẫn chỉ là quân cờ trong tay kẻ khác. Trả sạch hết món nợ máu 20 năm đi. Vòng xoáy báo thù đã khiến 4 anh em trai nhà họ Đồng bị lưu lạc từ nhỏ với những con đường mưu sinh khác nhau. Buông tôi ra! Đón xem 36 tập của bộ phim Trung Quốc 4 thiếu gia ở Kinh Thành trên sóng NTV vào các ngày trong tuần.